Đây là kênh YouTube báo dân Việt. Ngày 10 tháng 4, bãi tắm ở biển Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra sự việc, nhóm 4 du khách đuối nước, hậu quả vụ việc khiến một người tử vong, ba người khác may mắn được cứu. Mới nhất đại úy Thái Ngô Hiếu kể thời khắc lao mình xuống biển cứu 4 người đuối nước. Đại úy Thái Ngô Hiếu kể thời khắc lao mình xuống biển cứu 4 người đuối nước. Sau hành động dũng cảm này, lập tức sáng 11 tháng 4, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc biểu dương khen ngợi Trung úy Thái Ngô Hiếu, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai, vì đã có hành động dũng cảm, cứu được 4 người bị đuối nước tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vào sáng 10 tháng 4. Cùng ngày, Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an ký quyết định thăng cấp bậc hàm sĩ quan nghiệp vụ từ trung úy lên đại úy cho chiến sĩ Thái Ngô Hiếu, sinh năm 1989 vì có thành tích đặc biệt xuất sắc. Trả lời báo chí, đại úy Thái Ngô Hiếu bày tỏ rất vui khi được Chủ tịch nước khen ngợi. Dù vậy, anh cho biết bản thân không hề chờ đợi việc được khen ngợi hay công nhận sự xả thân của mình từ người khác. Mọi hành động cứu người của anh đều xuất phát từ lương tâm và trách nhiệm của chiến sĩ cảnh sát, cứu nạn, cứu hộ. Đại úy Thái Ngô Hiếu nói, mình không nghĩ sự việc cứu bốn người hôm qua ở huyện Long Điền mới đây là được nhiều người quan tâm đến như vậy. Trước tới giờ, mình cũng đã cứu sống được rất nhiều người đuối nước, còn cứu người gặp nạn ở các sự việc khác thì nhiều quá không nhớ nổi. Kể về thời khắc lao mình xuống biển cứu bốn nạn nhân khỏi tay Hà Bá, Đại úy Thái Ngô Hiếu chợt nhận ra mọi hành động cứu người của anh thời điểm đó đều theo quán tính tự nhiên, trước đến nay luôn như vậy. Đại úy Hiếu kể lại, lúc đó khoảng 9 giờ sáng, tôi đang tắm tại bãi tắm cách nhóm bạn trẻ khoảng 9-10 người tầm 30 mét. Đang tắm thì thấy một bạn nam hốt hoảng chạy như đang hoảng loạn, với kinh nghiệm từng cứu nhiều người chết đuối, đoán có chuyện không lành nên tôi lập tức chạy tới bơi ra khu vực các bạn đó. Tới khu vực, nhóm thanh niên đang tập trung, Đại úy Hiếu thấy phía xa xa có một nhóm đang ôm nhau dập dịu dưới nước, không chần chừ anh lập tức nhảy xuống nước, lao qua vách đá và bơi đến chỗ người đuối nặng nhất. Sau khi đẩy được ba người vào bờ, anh Hiếu tiếp tục quay ra cứu thêm một nạn nhân khác. Đại úy Hiếu kể, thời khắc xả thân cứu người. Thời khắc đó mình không chần chừ được, diễn ra nhanh lắm. Lúc tôi leo qua vách đá, chân bị rách hết, nhưng lúc đó không biết, xong xuôi mới thấy đau và biết chân chảy máu. Chia sẻ về công việc của mình, Đại úy Thái Ngô Hiếu cho biết, công việc của anh chuyên cứu nạn cứu hộ được tập huấn bài bản. Với kinh nghiệm làm nghề nhiều năm, anh đã tiếp cận hàng trăm vụ việc. Đại úy Hiếu cho hay, nếu mà nói cứu được người đuối nước đuối sông, thì tầm chục người, có nạn nhân là bạn thân, là người quen của mình. Cứu hộ cứu nạn, các tình huống khác thì nhiều lắm. Còn về việc tìm vớt thi thể thì trước đến nay mình tham gia tìm vớt được rất nhiều nạn nhân, có thi thể dưới giếng sâu 40 mét. Theo Cục Cảnh sát Phòng cháy, Chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Bộ Công an, Đại úy Hiếu từng tham gia nhiều vụ cứu nạn cứu hộ lớn nhỏ, cứu sống nhiều người và đã được đơn vị biểu dương về công tác cứu nạn cứu hộ, đồng thời là tấm gương sáng cho cán bộ chiến sĩ và người dân noi theo toàn cảnh vụ việc. Cụ thể, ngày 10 tháng 4, bãi tắm ở biển Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu đã xảy ra sự việc nhóm 4 du khách đuối nước. Hậu quả của vụ việc khiến cho một người tử vong, ba người khác may mắn được cứu. Gây chú ý trong lúc nhóm du khách đang gặp nạn, đã xuất hiện một người đàn ông phối hợp với người dân tìm cách cứu nạn. Anh là người giành giật lại sự sống cho ba nạn nhân trong vụ việc. Anh là Thái Ngô Hiếu, cán bộ thuộc đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Trạng Bom, phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Nai. Trong lúc đi du lịch cùng gia đình, nghe có tiếng người dân kêu cứu, anh Hiếu đã nhanh chóng ứng cứu, sơ cứu cho các nạn nhân. Trên báo Dân Trí, Trung úy Hiếu, 33 tuổi, cho biết, Thời điểm gặp nạn, chỉ có nhóm nạn nhân và gia đình anh ở đó. Bờ đá nhân tạo, khu vực nơi các nạn nhân tắm biển dài khoảng 40 mét, cách bờ hơn 30 mét, Mặt trong của bờ đá không có sóng. Ban đầu các nạn nhân tập trung ở đó, sau đó gặp sóng lớn bất thường, nên họ nếu lấy nhau, bị sóng cuốn ra xa. Bơi đến nơi, anh Hiếu treo lên bờ đá, nhìn xuống thấy cả nhóm đang liệm dần. Sóng cuốn họ ra biển cách bờ đá đã hơn 10 mét. Trong đó, có cô gái đã ngất xỉu được một nam thanh niên đang ôm chặt. Anh Ngô Hiếu nhảy xuống bơi đến nơi và dùng tay đánh mạnh vào nam thanh niên, tách hai người ra. Anh kéo cô gái và đẩy thêm hai nam thanh niên vào bờ cùng lúc. Lúc đó Hiếu nghe tiếng bạn bè trên bờ vọng ra. Hiếu ơi, cẩn thận, đừng cố sức. Nhưng không kịp nghĩ, anh Hiếu quay trở ra lập tức. May mắn, vừa bơi đến nơi, người dân địa phương đã kịp có mặt cứu thêm được hai người gặp nạn nữa. Người cuối cùng sau đó được anh Hiếu kéo vào bờ an toàn. Trung úy Thái Ngô Hiếu kể, trước đó, Tôi đã tắm biển khá lâu, người thấm mệt nên mọi người sợ tôi không đủ sức cứu các nạn nhân, có khi là ảnh hưởng tới tính mạng. Nhưng lúc đó tôi không nghĩ gì nhiều, chỉ nghĩ làm sao để cứu được hết nhóm bạn trẻ. Tôi là một chiến sĩ cứu hộ cứu nạn, lương tâm tôi không cho phép tôi dừng lại. Khác với những người bạn, chị Vân Anh, 33 tuổi vợ anh Hiếu, không cản chồng mà cổ vũ tiếp sức tinh thần cho anh bơi ngược ra biển lần hai để cứu người. Sau khoảng 10 phút Hiếu đã đưa được bốn người vào bờ an toàn, tuy nhiên có nạn nhân tím tái, có người nằm bất động, dấu hiệu ngưng thở, ngưng tim. Trung úy Hiếu lao ngay đến liên tục hô hấp nhân tạo, ép tim, ép ngực. Người nguy kịch nhất đã tỉnh lại sau khoảng 2 phút cấp cứu kịp thời, được đưa tới bệnh viện ngay sau đó. Sự việc được một người bạn trong nhóm của anh Hiếu ghi lại, chia sẻ lên mạng xã hội và được nhiều người quan tâm. Trung úy Hiếu cho biết, đây không phải là lần đầu tiên anh cứu người anh Thái Ngô Hiếu cũng từng là tấm gương người tốt việc tốt của lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ vào năm 2021. Là chiến sĩ công an nhân dân, anh từng tham gia vào nhiều vụ việc rất nguy hiểm khó khăn. Anh tham gia nhiều vụ cứu hộ như xe tải mất phanh lao xuống hồ vào ngày 7 tháng 12 năm 2020 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu tìm kiếm thi thể nạn nhân vụ sập đổ công trình xây dựng tại khu công nghiệp Giang Điền, huyện Trảng Bom. Tuy nhiên với anh, trung úy trẻ, lần cứu người này được xem là kỷ niệm đáng nhớ nhất của anh vì cứu sống cùng lúc được nhiều người, việc làm được cộng đồng mạng lan tỏa. Đến tối mùng 10 tháng 4, anh Hiếu vẫn cùng gia đình ở lại xã Phước Tỉnh cùng gia đình. Liên quan đến sức khỏe các nạn nhân vụ đuối nước, ngày 1 tháng 4, Giám đốc Bệnh viện tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, ông Nguyễn Văn Hương cho biết sức khỏe bệnh nhân cuối cùng vụ đuối nước xảy ra vào ngày mùng 10 tháng 4 đã qua cơn nguy kịch và đang hồi phục. Theo bác sĩ Nguyễn Văn Hương, Giám đốc Bệnh viện Bà Rịa, sáng ngày mùng 10 tháng 4, bệnh viện có tiếp nhận cấp cứu 4 bệnh nhân bị đuối nước, trong đó có một người rất nguy kịch. Trước đó, nhóm bạn trẻ gồm 10 người ở thành phố Hồ Chí Minh đến một khu du lịch ở xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền, Bà Rịa Vũng Tàu thuê phòng chơi lễ. Vào khoảng 8 giờ sáng, cả nhóm ra bãi biển tắm, chụp ảnh thì thủy triều dâng cao, cuốn tất cả ra xa. Năm người trong nhóm, ba nữ hai nam bị sóng cuốn ra bờ đuối nước. Những người xung quanh nghe tiếng kêu cứu đã nhanh chóng cứu nạn, đưa được bốn người vào bờ trong tình trạng kiệt sức. Một nạn nhân mất tích và được tìm thấy thi thể cách hiện trường vài trăm mét. Vụ việc sau đó được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội và đã nhận được hàng trăm lời bình luận chia sẻ về hành động dũng cảm của Trung úy Hiếu, ngoài ra một số người cũng chia buồn cùng gia đình nạn nhân. Thưa quý vị, liên quan đến câu chuyện anh hùng đời thực cũng là chiến sĩ công an đã cứu bốn người đuối nước ở biển vũng tàu vụ việc sau đó được người dân quay clip đưa lên mạng xã hội và đã nhận được hàng trăm lời bình luận chia sẻ về hành động dũng cảm của trung úy hiếu ngoài ra một số người cũng chia buồn cùng gia đình nạn nhân hy vọng những hành động đẹp này sẽ lan tỏa và nhân lên những điều tốt đẹp trong cuộc sống